thầy giáo Ba tái xuất tại vòng thăng hạng VSET khiến fan không nhịn được cười. Sau một năm bị loại bỏ, thì vòng thăng hạng VSET sẽ trở lại ở mùa giải 2024, qua đó tìm ra các đội tuyển mới tranh tài ở giải Liên minh hàng đầu Việt Nam. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức mở đăng ký. Nhiều cái tên tuyển thủ quen thuộc nhưng trở lại cùng các đội tuyển lạ lẫm đã gây tò mò. Tuy vậy mới đây, cộng đồng đã bùng nổ cùng hai cái tên mới nhất. Một trong số đó chính là đội tuyển mới Jack Joker Esports với đầu tàu là thầy giáo Ba trong vai trò đi rừng, POTM đường trên, cánh én Phú Yên Petland ở đường giữa, cuối cùng là Celebrity xạ thủ và Deep Kid hỗ trợ. Với những cái tên hủy diệt thế này, cộng đồng đang bàn tán hết sức sôi nổi về việc đội hình này có làm nên cơm cháo gì không, khi họ toàn là các tuyển thủ quen mặt nhưng đã biến mất khá lâu trên đấu trường chuyên nghiệp và đã yên bề với nghề nghiệp khác như thầy Ba và Petland là streamer, Deep Kid đã mở quán kinh doanh. Nhiều người suy đoán đây chỉ là team làm content tham gia cho vui, còn đánh đấm thế nào thì toàn thể team chắc cũng không quan tâm. Số khác thì cho rằng anh Ba muốn tạo dựng một SBTC thứ hai và nghiêm túc đầu tư trở lại sau khi tâm huyết của mình biến mất cùng án phạt mùa trước. Trong một diễn biến khác, tổ đội One Piece cũng bất ngờ xuất hiện trong một hình hài mới với tên gọi Original Gaming, nhưng chưa rõ danh tính tuyển thủ nào sẽ cosplay cũng khiến fan bàn luận không ngớt. Dù sao, cái tên thầy Ba đã khuấy động khiến vòng thăng hạng trở nên đáng theo dõi hơn bao giờ hết. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ hôm nay đến ngày 11 tháng 11. Cùng đón xem các trận đấu hấp dẫn nhé!